Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn chuông báo cá. Chuông này báo cá bằng pin các bạn nhé. Đây bạn. Mẫu của Hải Đăng là mẫu HBL 02X các bạn nhé. Đấy, nó khác nhau ở cái đèn này các bạn. 04X là đèn tím, đây là đèn đỏ. Thì Hải Đăng đang giới thiệu các bạn cái chuông báo cá này mẫu HBL 02X. Một hộp này gồm hai cái các bạn nhé. Đó, trong hộp hai cái. Bán cả đang sẽ ship cả hai cái. Không bán lẻ các bạn nhé, một hộp. Đó. Các bạn mua tốt nhất là mua dự phòng. Để cho số cua mà thường các bạn câu lăng, cái này dùng câu lăng C. Đấy. Nó sẽ báo cá các bạn. Này kèo vào cần. Đây là pin. Pin này thì các bạn có thể mua ở tiệm đồng hồ, họ sẽ vẫn sẽ bán các bạn nhé. Pin pin cúc này, đây gọi pin cúc. Đèn báo. Đây, công tắc, các bạn bật công tắc này lên, các bạn kéo này nó kêu rồi đấy. Đang sẽ hướng dẫn các bạn lắp vào cần. Thì trước tiên các bạn lại đang đã chuẩn bị sẵn cần đây các bạn. Kẹp vào cần này. Cái này cần thì cái này nó xoay được các bạn nhé. Đây, chuông báo cá này, nó xoay được này. Đấy, các bạn xoay vừa phải. Xoay cái phần cước cái lên này. Đây là cái đầu đầu dây nhé. Ví dụ đầu dây này các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đang sẽ đặt xuống đây các bạn quan sát nó dễ hơn. Rồi, bật chuông lên. Chỉnh lại tí các bạn nhé. Đang chưa bật chuông. Nó kéo nó sẽ kêu. Đấy. Cái lô này các bạn nới ra một tí nhé, để cho nó vừa chạy cước nó vừa kêu. Đây, đang sẽ bật lên. Đấy, kéo này. Đấy, kêu luôn các bạn. Đấy, kéo thử này. Cá, vì Hải Đăng là cá này. Đây, dây này giật. Giật này. Đấy, kêu luôn, đèn nháy. Vừa kêu đèn cũng nháy theo. Rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn chuông báo cá. Các bạn dùng để câu lăng xê, câu chùm nho. Nói chung là tùy mục đích các bạn sử dụng, nó có thể báo cá và các bạn dùng làm việc gì cũng được. Đấy, chống trộm cũng được. Đây, mẫu này mẫu HBL 02X các bạn nhé. Đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.